trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng chung quanh mây hồng. Hỡi những em gái chưa chồng, đến đây cùng hát cùng họ với anh. Và thưa tất cả quý vị bà con cô bác, không phải chỉ những em gái chưa chồng đâu, mà tất cả mọi người ai yêu thích câu hò điệu lý thì hãy đến đây cùng chúng tôi đến với chương trình Vui Cùng Điệu Lý Câu Hò. Chương trình của chúng ta phát sóng hàng tuần vào lúc 19:15 thứ hai trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón hai người chơi, sẽ được chào đón ca sĩ Phương Anh và diễn viên Phạm Hy. Tươi tắn rực rỡ quá, hình như là rất tự tin với chương trình này phải không Hy? Dạ không. Ủa vậy hả? Hình như là ông trời ông nói giống như là ghét của nào trời trao của đó. Ừ. Còn em là do em quá thích những điệu lý câu hò. Cho nên ông trời ông không có trao. Thì bữa nay có cơ hội đến đây nè, để mình học. Dạ. Để mình nhớ lại, đúng không? Dạ. Còn Phương Anh thì sao vậy em? Em là ca sĩ mà em, với những chương trình mà thuộc về âm nhạc thì em phải tự tin hơn chứ. Dạ vâng ạ. Thì thực ra khi mà tới chương trình này thì em rất tự tin anh ạ. Ừ. Nhưng mà sau khi đứng với Hy ở trong sân khấu một khoảng thời gian ngắn là tầm 15-20 phút thì em nghĩ rằng là em muốn đổi người chơi. Tại sao? Nói bài nào ra Hy cũng biết hết trơn á. Em không biết tên nào hết. Bây giờ anh nghĩ tên nào? Một người là ca sĩ, một người là diễn viên trẻ. Dạ thưa em, chị là ca sĩ hát nhạc pop mà lát có em. Cũng hơi khó với Phương Anh ha. Dạ. Nhưng mà đến đây là vui trước rồi đã. Và dạ, mình mang niềm vui đến cho tất cả mọi người. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Mời các em về vị trí của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên mang tên Giai Điệu Thân Quen. Ở vòng 1 rất đơn giản các em ạ, chỉ có 2 câu mà thôi. Câu đầu tiên thì chúng ta sẽ nghe một bài hát và chúng ta sẽ bấm chuông giành quyền trả lời để đoán đúng tên của bài hát đó, đoán đúng được 10 điểm. Câu số 2 thì chúng ta sẽ thấy lời của bài hát hiện lên màn hình cũng như là một cái giai điệu nổi lên cho chúng ta nghe và nhớ. Sau đó chúng ta sẽ nhìn cái lời bài hát đó và hát lại làm sao cho đúng, cho chuẩn nhất thì mình sẽ có thêm được 10 điểm nữa. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Rất dễ. Câu số 1 bắt đầu. Ai đã gửi thơ cho má? Ai đã gửi thơ cho má? Chồng của má. Chồng của má. Kim Anh ơi dị dạng đau thương, đi xuôi theo dòng nước chảy, chứ có ngờ đâu là chuyện ấy. Dần Phương Anh, em đã bấm chuông trước. Nói anh nghe xem, em vừa mới nghe một cái đoạn đó là trong vở nào? Dạ, theo MC đoán, kiến thức sâu rộng của em thì trong cuộc đời này em chỉ biết có một bài duy nhất thôi anh. Bài gì? Dạ Cổ Hoài Lan. Ủa ông đúng không? Trời ơi bảo tám à. Em ơi đây là một cái đoạn trong một cái tuồng kinh điển. Bấm chuông đi Hy. Thiệt ra thì em cũng không có biết cái bài này, nhưng mà hình như em đoán là phải cái bài gì mà có cái điệu là còn dưỡng ba đây. Trời ơi bảo táp mà. Ủa thấy chưa, thà không biết hẳn như chị đi đó chứ. Nè, còn dưỡng ba đây là một thanh niên có học thức lại đàng hoàng, đó là trong tuồng Nửa Đời Hương Phấn em nha. Còn cái bài này Kim Anh ơi dị dạng đau thương, má ngỡ đã xuôi theo dòng nước chảy, đó là trong tuồng Đời Cô Lựu. Hồi nãy em tính nói bài đó luôn đấy anh. Với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Đây là vở tuồng nổi tiếng của soạn giả Trần Hữu Trang. Dạ cho phép chương trình rồi cho em không đổi người chơi nữa ạ. Em thấy cung trình độ với em rồi. À cung trình độ. Không, thực sự thì em á là em nghe rất là nhiều, nhưng mà em lại bị một dở một cái tật là em lại không nhớ cái tựa. Như vậy là với câu đầu tiên thì hai người chơi của chúng ta đã không trả lời được tên của cái đoạn nhạc này trong vở tuồng Đời Cô Lựu. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 2. Thank you.
bấm chuông đi nào. Rên. Mời Phạm Hy. Cái giai điệu này thì chắc chắn là ai cũng phải nghe rồi và rất là quen thuộc. Nhưng mà còn thuộc lời hay không thì chưa biết. Lời có sẵn cho em. Dạ, thật sự thì em cũng tới đây để ham học hỏi mà. Cho nên em cũng xin hát thử một chút xíu. Cầu tre ai bắt qua cơn dài, ngọt ngào bông lúa. Em không hát được. Phương Anh được không em? Dạ không anh, cái câu thứ hai giờ em lại không biết rồi. Cầu tre ai bắt qua cơn dài, ngạt ngào bông. Đây là một cái bài có tên là đề Lý Qua Cầu. Bắt đầu. Cầu tre ai bắt qua cơn dài, ngạt ngào bông lúa thơm nàn hương lung linh nắng chiều hôm. Một chiều làng quê thương người em soi bóng bên cầu, tình quê chan chứa gió đưa dập dên mắt nước soi bóng cầu tre tình em. Được chưa? Hay quá. Hát ơi. Chung thì em hát được. Riêng một mình thì em lại không. Anh nghĩ là nếu như mà Hy tự tin hơn một chút thì em sẽ hát được thôi. Dạ. Bởi vì như em nói cái giai điệu này rất là quen thuộc. Dạ. Chỉ là cái lời thì em cảm giác nó hơi lạ một chút, cho nên em chưa biết cách chia câu và chẻ nhịp thế thôi. Như vậy là với câu thứ hai thì hả? Một lần nữa người chơi của chúng tôi không ghi được điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2, vòng thi mang tên Ho Ngẫu Hứng. Ở vòng này chúng ta sẽ có một cái màn gọi là mình hò đối đáp với nhau một cách đầy ngẫu hứng. Chủ đề sẽ là Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Các bạn sẽ hò đối đáp qua lại với nhau nhưng mà phải liên quan tới cái chủ đề này. Tức là phải có hình ảnh của người phụ nữ trong đó, tôn vinh vẻ đẹp, tôn vinh những cái đức tính của người phụ nữ. Thì xem như các bạn sẽ hợp lệ. Và nếu như ai chiến thắng ở vòng này chúng ta sẽ có 50 điểm. Với chủ đề này thì em nghĩ chắc chắn Hy sẽ phải là cái người hò trước rồi nhá. Dạ. Mời em. Rồi thôi em xin phép nha. Ai kia tóc ngắn môi hồng, chẳng hay em đã có chồng hay chưa. Ai? Em đây 18 chẳng tròn, người yêu chưa có, hỏi chi đến chồng. Đúng không anh? Đúng, đúng. Em đúng mà chỉ có cái 18 là hơi sai thôi. Vậy tới em hò tiếp lại đúng không anh? Áo em xuất chỉ đường tà, mẹ em chưa vá, em nào có hay. Mau mau hãy tới lại đây, anh may anh giá, rồi theo anh về nhà. Tiếp nè. Dạ em thua chưa anh? Thua luôn hả? Dạ em thua luôn. Chấp nhận thua luôn hả? Nhưng mà để gọi là tâm phục khẩu phục thì bây giờ Hy phải đáp lại một câu nữa dứt điểm nè. Chưa đi chưa biết phan rang, đi rồi mới biết dễ dàng vô cùng. Em đây không ngại không ngùng, mời em xanh bước đi cùng với anh. Hay. Trời ơi, em không ngờ em hò được vậy luôn anh. Dạ bốn câu mà trọn vẹn. Có địa danh quê luôn. Em luôn. Quê em Phan Rang. Phan Rang. À. Dạ quê em là Phan Rang, một nơi đầy nắng và gió. Chỉ có nơi đó thì mới có trồng được nho thôi. Và chính vì vậy thì Phạm Hy đã chiến thắng một cách thuyết phục ở vòng thi này, mang về cho mình 50 điểm. Và vòng 3 mang tên Hãy Hát Lên. Thưa quý vị, ở vòng thi này mang tên là Hãy Hát Lên. Mà muốn hát lên được á, thì mình phải thuộc lời. Ở đây thì có hai bạn, Phú Nguyễn cùng với Thu Hà, sẽ hát cho chúng ta nghe trước một đoạn trong một bài hát nào đó. Và sau đó
chương trình cũng sẽ hiển thị lời bài hát lên trên màn hình, chỉ là ngắt đi nhéo đi bớt một vài câu, bớt một vài từ. Các bạn sẽ phải nhấn chuông để giành quyền trả lời, hát lại cho đúng, cho đủ, cho chuẩn cái đoạn hát đó. Và nếu như hát đúng đủ thì mình sẽ được 100 điểm. Còn nếu như mình sai thì người còn lại được quyền bấm chuông giành quyền trả lời. Hát đúng đủ thì mình sẽ được 50 điểm. Mời các em bắt đầu. Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng thăm chiếu hoa làng sơ sát, chiếu hồn quê bao khúc ca yêu đời, chiếu hồn quê bao khúc ca yêu đời. Mừng trăng lên chúng ta cùng múa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời. Cái bài này quen quá, có ai bấm chuông không? Mời Phạm Hy. Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng thanh chiếu qua làng sơ sát, trăng ngờ lên đã khúc ca yêu đời. Mừng trăng lên chúng ta cùng múa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, để hồn quê dậy khúc ca thanh bình. Tuyệt vời nhá. Em biết em sai, không ngờ mọi người phải nói. Tuyệt vời. Thấy hai ca sĩ bên kia nhìn em cười không? Em chỉ nhớ cái câu cuối cùng là cái chữ tuyệt vời thôi. Dạ thưa quý vị, như vậy là ở vòng thi này, cả hai người chơi của chúng ta không thể nhớ được lời của bài khúc ca ngày mùa. Vì vậy, các hai bạn không có điểm. Em đã về với hai con số không tròn trĩnh nha em nha. Phạm Hy thì ít nhất vẫn còn được 50 điểm. Và đây, anh sẽ gửi cho em một phần quà nhỏ nhỏ. Wow. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Em cảm ơn. 2 triệu đồng và Phạm Hy, em giành chiến thắng ngày hôm nay với 4 triệu đồng. Và thưa tất cả quý vị khán giả, chương trình Vui cùng Điều lý câu hò ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp quý vị khán giả vào tuần sau nha, 19:15 thứ hai trên kênh truyền Vĩnh Long 1. Còn bây giờ nào, mời hai em đến đây cùng với anh, với Phú Nguyễn, với Thu Hà, chúng ta sẽ hát lại bài khúc ca ngày mùa này nha. Xin mời. Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng thanh chiếu hoa làng sơ sát, chiếu hồn quê bao khúc ca yêu đời, chiếu hồn quê bao khúc ca yêu đời. Mừng trăng lên chúng ta cùng múa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời. Lờ lững trôi qua trôi mãi trong chiều tà, tiếng tiêu buồn êm qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.